Chào các bạn đã quay trở lại với kênh Trang trí nội thất Gia Huy. Hôm nay mình xin test cho các bạn cái khả năng chống bẩn cũng như là chống nước của sản phẩm xốp dán tường 3D nhé. Đây là những cái chất mà hàng ngày chúng ta thường hay tiếp xúc và nó rất dễ là bám bẩn. Sau đây mình sẽ test cho các bạn. Tường ớt. Trà này. Dầu ăn này. Nam ngư này. Rất là nhiều vết bẩn. Kể cả chúng ta có để vài giờ, vài tiếng, vài ngày sau chúng ta lau vẫn được. Các bạn thấy không? Lau đến đâu là sạch đến đấy luôn. Ở bề mặt của xốp phủ một lớp nhựa PVC để chống lại tất cả các cái vết bẩn này. Các bạn giặt khăn đi và lau là được. Các bạn xem này, chống nước luôn này. Xả đến đâu thì các vết bẩn đi đấy luôn. Như không có gì xảy ra. Kể cả là mực đây. Các bạn xem này. Sạch bóng luôn. Không bám bất cứ một vết bẩn nào các bạn nhé. Chào các bạn.